Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ cho các bạn cách bẻ khóa khi mà chúng ta sử dụng cái điện thoại Samsung A20 này khi mà chúng ta quên cái mật khẩu này các bạn nhé. Thì ngay cả chúng ta tắt tắt nguồn này các bạn này, tắt nguồn nó cũng đòi hỏi mật khẩu này các bạn này, đòi hỏi cái hình vẽ nhé. Đây bây giờ mình sẽ tắt thử cho các bạn. Đây, tắt nguồn, bấm tắt thì nó vẫn hiện cái hình hình khóa nhé các bạn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khôi phục lại nhé các bạn nhé. Điều đầu tiên là chúng ta bấm cái nút volume nhỏ nhé các bạn nhé. Ở đây, cái volume này, đây này là volume to, đây là volume nhỏ nhé. Đây là cái nút nguồn và chúng ta bấm cái nút nút volume xuống và nút nguồn nhé các bạn nhé. Thì nó sẽ tắt này các bạn. Rồi sau đấy chúng ta bấm nút nguồn và volume lên. Bấm nút nguồn và volume lên nhé các bạn nhé. Đây thì nó xuất hiện cái giao diện như này. Ở đây các bạn chọn cái dòng thứ White Data Factory Reset các bạn nhé. Bằng cách bấm cái nút volume xuống dưới này các bạn này. Chúng ta chọn xuống dưới nhé. 1, 2... 3, 4 ở đây nhé các bạn. Và chúng ta bấm nút nguồn này, tức là chọn OK nhé. Đấy, chúng ta chọn xuống dưới, chọn Z, chọn cái volume xuống dưới các bạn và chọn cái nút nguồn. Đấy, chúng ta chờ một chút nữa các bạn nhé. Khi này thì dữ liệu ở trong cái máy điện thoại này nó mất hết nhé các bạn nhé. Tức là khôi phục lại từ đầu, ngay từ đầu luôn đấy các bạn. Đây, cái này chúng ta chờ một chút. Rồi, nó báo ở đây là completed nhé các bạn nhé. Tức là nó đã hoàn thành đấy các bạn này. Bây giờ mình sẽ khởi động lại nhé. Bằng khởi động thì chúng ta bấm cái nút nút nguồn ở đây là nó khởi động lại đấy các bạn. Đây, nó đang reboot lại. Các cái đời dòng máy Samsung A20, A30 đều làm tương tự như các bạn nhé. Đây chúng ta chọn chế độ tiếng Việt này các bạn này. Chúng ta bấm Next này. Cái này chúng ta chọn tất cả nhé các bạn nhé. Chúng ta chọn tiếp theo này. Ở đây chúng ta tạm thời bỏ qua. Chúng ta chọn tiếp theo. Ở đây cái mạng của mình đây chẳng hạn các bạn. Chúng ta chọn mật khẩu nhé các bạn nhé. Mật khẩu của mình là 1.8 chẳng hạn. Đây chúng ta bấm kết nối này. Chúng ta chờ một chút, nó đang kết nối nhé các bạn nhé. Cái mà chọn mạng Wi-Fi này. Sau đây chúng ta chọn tiếp này các bạn này. Đây đây mình đã chọn cái mạng Wi-Fi của nhà mình rồi các bạn nhé. Chúng ta chọn tiếp này. Và khi này nó đang kiểm tra cái bản cập nhật ở trên cái Google nhé các bạn nhé. À, cái này chúng ta chờ một chút, nó khi mà chúng ta có mạng thì nó kiểm tra một chút này các bạn này.
Và sau đấy thì chúng ta đăng nhập cái tài khoản Google của mình nhé các bạn nhé. Thế là được. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quên cái tài khoản Google nhé các bạn nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại.